Xin chào các bạn, hôm nay Sơn Long xin giới thiệu các bạn đây là mẫu bo da đang hot nhất trên thị trường, có rất nhiều tin dùng. Và thứ nhất nó là thời trang, thứ hai là đều được làm từ da xịn. Tất cả những mẫu bao đây đều được nhập khẩu, gồm có da cá sấu, da đà điểu, da bê, da bò, da kỳ đà, da rắn. Đây mình đang cầm trên tay, đây là mẫu bao da cá sấu màu đỏ. Đây là da cá sấu màu đỏ Bordeaux. Đây là da cá sấu màu đen, logo vàng. Thì ra cá sấu màu xanh. Da bò nâu, đây là trắng đà điểu, xanh da bò, da cá sấu nâu. Đây cũng là da bò luôn. Đây là da đà điểu. Đây là da bê. Đà điểu nâu. Bò caro. Nâu đậm. Caro. Da bò nhé. Kỳ đà. Đây là da kỳ đà. Và còn nhiều các mẫu da khác, xin mời các bạn đến với cả sơn long mobile.com. Xin cảm ơn các bạn.